Chào mừng quý khách đang xem trên trang fanpage của đồ gỗ mỹ nghệ hướng mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Hôm nay công ty đồ gỗ mỹ nghệ hướng mai mới ra được một bộ bàn ghế tên gọi là Louis. Louis hoa mai được thiết kế bởi những Uh, nghệ nhân Tài Hoa do bàn tay cũng như là trí thông minh đã sáng tạo ra bộ bàn ghế mang tên là Louis Hoa Mai. Hoa Mai thì trong phong thủy được biểu tượng cho uh, 5 cái điều may mắn nhất đó là sức khỏe, may mắn, thành công trường thọ và um, hòa bình. Hoa Mai thì hiện nay được uh, rất là ưa chuộng bởi vì cái sự bình yên cái sự thư giãn tuyệt vời trong cái bộ bàn ghế khi mà quý khách đi làm việc trong những cái chuỗi ngày làm việc mệt mỏi thì khi mà về nhà thì rất là thư giãn bởi vì cái bộ bàn ghế nó mang được sự ấm cúng sang trọng quyền uy nhưng mà lại rất là sắc xuân. Mỗi khi tết đến xuân về thì mỗi nhà thường thường là sắm sửa cho mình một hai ba thậm chí rất là nhiều cây hoa mai ở trong nhà cũng như là mong muốn được những cái sự thịnh vượng hòa bình và thành công cho một năm mới. Bài thơ của Thiền sư Hoàng Bá thì vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây giữ chặt giữ lập trường, chớ bảo một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ người mùi hương để có được những bông hoa tươi thắm trong ngày xuân. Mỗi khi xuân về thì cái cây hoa mai đã phải trải qua rất là nhiều những cái mùa đông lạnh giá để cuối cùng thì ra được những cái kết quả là những bông hoa mai tuyệt vời trong nhà quý vị. Thế công ty đồ gỗ mỹ nghệ hướng mai với một cái niềm đam mê uh, sản xuất ra những sản phẩm truyền thống mang lại được sự tinh túy đẹp sang trọng thì đội ngũ thiết kế sẽ cố gắng mỗi một tháng thiết kế ra một hai mẫu uh, mang được cái phong thủy cũng như là sự mới mẻ trong cái uh, phá cách cái, cái bộ bàn ghế để cho khi mà quý khách đến thì một quý khách sẽ được rất là nhiều các cái sự lựa chọn nên là đây cũng là một trong những cái bộ bàn ghế rất là độc đáo và là thiết kế sản phẩm rất là mới của công công ty đồ gỗ mỹ nghệ hướng Mai và nhân dịp Tết đến xuân về kính chúc toàn thể quý khách luôn luôn mạnh khỏe tràn đầy năng lượng hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn quý khách thời gian vừa qua đã theo dõi trên trang fanpage của đồ gỗ mỹ nghệ hướng Mai cũng như là đã tin yêu cũng rất là nhiều quý khách đã gọi điện đặt hàng hoặc tư vấn. Đấy cũng là thể hiện một cái sự rất là trân trọng chân tình của quý khách Và công ty đồ gỗ mỹ nghệ hướng Mai luôn luôn tràn đầy cái sự cảm kích và biết ơn yêu thích sản phẩm đồ gỗ Đồng Kỵ thì hãy đến với làng nghề đồ gỗ Đồng Kỵ và đến với số 1 công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Địa chỉ 9 tầng Hướng Mai Center số 1 Đồng Kỵ và đến với tầng 5 thì quý khách sẽ chọn được rất là nhiều các bộ nuôi và chắc chắn quý khách sẽ ưng ý được một trong những sản phẩm của đồ gỗ Hướng Mai. Xin cảm ơn. Xin chào